Xin cảm ơn các bạn đã đến với kênh YouTube của chúng tôi. Xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi trong thời gian vừa qua. Các bạn hãy like, share và subscribe kênh YouTube của chúng tôi để ủng hộ chúng tôi trong thời gian sắp tới. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn giải cái bài này. Ở đây người ta gia công một loạt chi tiết với yêu cầu kích thước là phi 200, sai lệch giới hạn trên là 0.6 và sai lệch giới hạn dưới là cộng 0.3. Biết rằng sai số gia công tương theo quy luật phân phối chuẩn. Câu A là hãy xác định số lượng chi tiết theo phần trăm có kích thước nằm trong cái giới hạn là x1 là từ trừ sigma và x2 là cộng sigma. Và câu B là xác định các giá trị giới hạn đó theo cái đơn vị là micromet. Đó, thì đây là một cái dạng bài là tính phần trăm ha các bạn. Đây mình đi giải cụ thể như sau. Câu A nè là xác suất xuất hiện kích thước có sai lệch nằm trong cái khoảng x1 là từ trừ sigma cho đến x2 là cộng sigma á. Thì theo lý thuyết mình học đó các bạn, theo lý thuyết xác suất nha, thì cái giá trị đó ha, xác suất xuất hiện từ x1 đến x2 nè thì sẽ bằng là Laplace ha, của cái thằng z2 trừ đi cho cái Laplace của hàng hàm z1 ha, hàm x1 này trừ đi cho Laplace của z1 mà hàng hàm Laplace đây nè, phi z đây nè, sẽ có công thức đây là 1 trên căn bậc 2 của 2π tích phân của 0 cho đến z của e mũ trừ z bình phương chia 2 để z. Đây là cái lý thuyết của xác suất các bạn. Thì ở đây mình phải tìm cái z1 z2 mà theo công thức này á, nếu mà mình áp dụng công thức này á thì cái z1 này nè nó sẽ bằng là x1 chia cho sigma. Mà đây đề người ta cho x1 là gì? Là trừ sigma nè. Đó, mình thế x1 bằng trừ sigma vô và chia cho sigma, vậy là sigma chia sigma này là bằng 1 và dấu trừ viết lại, vậy là x nhà là z1 của mình á là bằng -1. Ở đây có nhiều sách người ta gọi là cái việc làm công cái việc làm này ta gọi là đổi biến các bạn, đổi từ biến x sang biến z. Tương tự vậy đối với z2 thì ta có nè. x2 chia cho sigma mà x2 là bằng cộng sigma nè, thấy không? x2 bằng cộng sigma. Vậy là gì? Cộng sigma chia cho sigma là bằng cộng 1. Như vậy là mình đi tra cái bảng Laplace ha. Thì ứng với giá trị z1 là trừ sigma cho đến z2 là cộng sigma. Thì ở đây là cái giá trị này nó đối xứng ha, nó đối xứng cho nên mình có thể lấy là hai lần nha. Giá trị của Laplace của z2 nè, z2 1 nè, đó hai lần phi 1 nè. Đó thì mình tra cái bảng này các bạn. Đây. Cái bảng này là bảng giá trị của Laplace nè. Đây, 1 nè các bạn, thấy không? Và 1.0 nè, là cái dãy này là 0 nè, các bạn dò xuống giống từ 1 qua. Vậy là nó được 0.3413 ha, 0.3413. Đó là ứng với 1 mà mình là 2 lần 1 ha, là lấy 2 nhưng cho 0.3413 nó ra là 0.6826. Đó cái giá trị này nè các bạn ha, là giá trị mà theo phần trăm đó, đổi ra tương ứng là 68.26% nha các bạn. Cái này là nếu mà mình ghi 0 phút mấy là theo đơn vị 1 á, tức là 0 phút mấy là 60 mấy phần trăm nè. 1 tức là 100% đó. Rồi như vậy là xác suất mà xuất hiện kích thước mà có sai lệch nằm trong khoảng x1 là trừ sigma cho đến x2 cộng sigma là mình vừa mới tính ra được là 68.26% dựa vào cái bảng Laplace này. Đó. Thì các bạn xem ở đây cái biểu đồ này, biểu đồ hình chuông của nó đây các bạn, biểu đồ phân bố này. Đó thì về mặt lý thuyết á thì cái dung sai của cái chi tiết này nè, nó sẽ phân bố trên 6 sigma, tức là bên dương là 3 sigma cộng 3 sigma và bên âm là trừ 3 sigma nữa, là nó trải dài cái dung sai của mình ha, là 6 sigma. Ở đây người ta kêu tính cái xác suất xuất hiện các chi tiết mà từ trừ sigma cho đến cộng sigma thôi. Còn cái phần phía ngoài đây ha, từ trừ sigma đến trừ 3 sigma này là mình không tính, và từ cộng sigma đến cộng 3 sigma ngoài đây không tính nha. Đây các bạn xem nè. Đây. Bây giờ mình đi xác định cái giá trị giới hạn nha, theo micromet nè. Thì ta có nè, cái dung sai á sẽ bằng 6 sigma nè ha. Dung sai bằng 6 sigma. Mà dung sai ở đây á mình tính cụ thể cho cái chi tiết này nè là bằng ES trừ đi EI nè là bằng 0.6 nè. Trừ đi 0.3 nè các bạn thấy không? 0.6 trừ đi 0.3 là bằng 0.3 này. Ở đây đơn vị là mm này các bạn thấy không?
mm mà ta có là gì, cái IT này bằng 6 sigma, cho nên mục đích mình đi tìm sigma mà sigma của mình là bằng IT chia cho 6 ha, IT chia 6 mà IT mình vừa tính ra là 0.3 nè, 0.3 mm chia cho 6 đó là tương ứng với là 0.05 mm. 0.05 mình đổi ra micromet là 50 mm, vậy là gì, cái thằng sigma này nè ha, một sigma này nè sẽ bằng 50 mm. Vậy x1 của mình là trừ sigma, tức là tương ứng với nó là trừ 50 mm nè. Còn x2 là cộng sigma, là tương ứng với giá trị của nó là cộng 50 mm nè. Đó thì từ cái giá trị này mình có thể tính ra giá trị cụ thể sai lệch giới hạn trên, sai lệch giới hạn dưới luôn các bạn, của cái giá trị ứng với cái vị trí giá trị x1 x2 nè. Thì muốn tính cái sai lệch giới hạn trên với giới hạn dưới tại cái vị trí mà sigma đó, thì mình sẽ đi tìm thứ nhất là cái đường kính trung bình nè. Đường kính trung bình là lấy d min cộng d max chia 2 nè. Ta thấy d min, d min là 200.3 nè. Đó, d max là bằng d danh nghĩa cộng cho sai lệch giới hạn trên nè là 20.6, 200.6 nè. Cộng hai này chia đôi nó ra là 200.45. Đó. Vậy mình mong muốn tìm cái sai lệch giới hạn trên tại vị trí sigma nha các bạn. Ha, tại vị trí sigma là tức là tại vị trí x2 đó. Ha. Còn với x1 là trừ sigma. Thì mình có công thức đây nè, là ta lấy cái d trung bình nè. Ha, d trung bình là ngay đây nè các bạn. Thấy à? Trừ đi d danh nghĩa, d danh nghĩa đây là nó ra cái đoạn từ đây tới đây nè. Đó. Không, d trung bình là nằm đâu đây nè. À, thấy chưa? Trừ đi cái d danh nghĩa là dưới đây nè, đó là nó ra cái đoạn này nè, nó có nghĩa là cái đoạn từ trục hoành nè, cách cái trung tâm phân bố đó ha, hay trên cái biểu đồ này nó là từ đây tới đây nè. Yeah. Rồi mình mới cộng cho x2, ví dụ như cái vị trí này nè, đó là x2 là từ đây tới đây nè, từ d trung bình cho đến cái vị trí mà mình tính là sigma nè. Đó, cho nên là gì, ở đây d trung bình là 200.45 nè, trừ đi d danh nghĩa là 200 nè, cộng cho cái thằng x2 mình vừa mới tính là cộng 0.05 mm nè. Đó là bên đây nè. Đây, x2 nè, thấy chưa? X2 nè. 50 mm tức là cộng 0.05 mm nha. Đây. Thì mình bấm máy tính ra thì nó ra là 0.5 mm, tương ứng với nó là cộng 500 mm. Đây, đó vị trí này nè. Đó, tức là sai lệch giới hạn trên ứng với vị trí x2 là cộng 500 nè. Rồi, sai lệch giới hạn dưới này cũng tính tương tự nè, ta lấy d trung bình trừ đi d danh nghĩa cộng cho x1 nè. D trung bình là 200.45 nè, trừ đi d danh nghĩa là 200 nè. Và x1 trước nè, x1 là trừ 50 mm nè, là tương với nó là 0.05 nè. Đó. Thấy không? Trừ 0.05 nè. Dấu âm nè các bạn thấy không? Thì bấm máy tính thằng này ra, nó ra là 0.4 cộng 0.4 tương ứng với nó là 400 mm. Đây 400 nè. Vậy là cái tại vị trí này các bạn, tại vị trí này là sigma nè. À, trừ sigma nè. Và tại vị trí này là cộng sigma nè đó. Thì tại vị trí trừ sigma và cộng sigma này thì cái sai lệch giới hạn dưới và trên nó sẽ bằng là giới hạn dưới là 400 mm nè, và giới hạn trên là 500 mm nè. Đó thì ta có thể gắn hai cái biểu đồ này nè, liên kết hai biểu đồ này vào một nè. Đây, đây là cái biểu đồ mà biểu thị mối quan hệ giữa cái phân bố ha, cái kiểu phân bố chuẩn như thế này, kiểu phân bố hình chuông đó, và cái miền dung sai nè các bạn. Thì cái miền dung sai ha, từ ES tới EI nè, là phân bố là đủ 6 sigma nè các bạn. Đây là trung tâm phân bố nè. Đó. Đây, ngay với đường kính trung bình nè. Từ đây qua đây là cộng 3 sigma nè. Từ đây qua đây là trừ 3 sigma nè, thấy chưa? Tại vị trí mình đang xét là trừ sigma cho đến cộng sigma nè. Đây trừ sigma ứng với EI nè. Đó, cộng sigma ứng với ES nè. Đó, thấy chưa? Và cái phần này ha chiếm là 68.26% nè. Đó, phần này nè, cái chi tiết mà lọt vào khoảng này. Đó, và cái khoảng kích thước mà cái miền dung sai lọt vào á là ES là 500 nè. Ha, ES là 500 tương ứng với ES là 0.5 nè, cộng 0.5 nè, và EI là cộng 0.4 nè.
đó, 0,4 mm đó. Đó thì cái khoảng này là từ 0,4 cho đến 0,5 là chiếm 68,26%. Đó, như vậy là tôi vừa mới hướng dẫn các bạn thực hiện tính xong cái bài này. Nếu các bạn thấy cái clip của tôi thực sự hữu ích cho các bạn thì xin các bạn hãy cho tôi một like. Các bạn nhớ subscribe và share cái kênh của tôi để đón nhận các cái clip kế tiếp. Các bạn hãy đặt chuông thông báo để khi chúng tôi phát hành những cái clip mới thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được các cái clip đó. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin thưa hãy tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các cái